Chào mừng các bạn đã quay trở lại Mongo Trở Lại Comment. Và 9 giờ tối mỗi tối hàng ngày chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trên Mongo TV. Và Mongo Trả Lời Comment sẽ trả lời tất cả những comment của bạn đã comment ở video trước. Ok, bắt đầu nha. SIM cát tường có dùng được SIM 4G không ạ? SIM cát tường thì không hỗ trợ băng tần 4G, không hỗ trợ sóng 4G. Thế nên là các bạn sẽ không thể sử dụng được SIM cát tường với SIM 4G. 5S kiểm tra pin không chai, pin hoàn hảo, liệu hoàn hảo thật không? Mỗi lần kiểm tra nó sẽ ra một kết quả gần như là kết quả khác nhau ạ. Thì cá nhân mình cho rằng kết quả đấy chỉ mang tính tương đối. Cách biết pin nào không chai bao nhiêu phần trăm thì làm như thế nào ạ? Để biết pin của bạn đã chai bao nhiêu phần trăm thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn ở video này mình đã làm ở đây để các bạn có thể xem được. Dùng củ sạc zin 2 phát 5V 2A thì có bị làm sao không? Theo như Apple công bố, theo như Apple đăng trên trang chủ của họ thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng củ sạc của iPad cho những chiếc iPhone của mình, cụ thể là củ sạc iPad 5V 2A đấy. Nhưng mà ngược lại thì không được. iPhone Lock đang ở 10.1.1, xin phép thần thánh thì lên 10.3.2 kiểu gì? Các bạn hoàn toàn có thể lên được thông qua OTA như bình thường. Các bạn vào mục cập nhật phần mềm và chọn cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất là 10.3.2. Sạc 97% rút ra nhảy lên 100% là bị sao ạ? Sạc 97% rút ra để một lúc lâu thì thấy nó lên 100% là bình thường. Mình không biết giải thích vì sao nhưng mà tất cả những máy mình đã từng sử dụng thì đều như thế hết á. SPS và 6S Plus, cái nào oai hơn hả anh? Đương nhiên là iPhone, iPhone lúc nào phải oai hơn. iPhone 6 quốc tế 90% mạc pin là 1810 trên web. Nhưng khi kiểm tra bằng Battery Life thì pin báo dung tích là 1750. Thật ra là cái phần mềm Battery Life nó củi đấy, nó luôn luôn nhận pin của iPhone 6 là 1750. Mặc dù chính xác thì nó là 1810. iPhone 6 quốc tế và 6S Plus Lock nên mua máy nào ạ? Đương nhiên là 6S Plus Lock hơn quá nhiều. Và với SIM cát thần thánh thì các bạn có thể dùng như là 6S Plus phiên bản quốc tế. Bộ comment trên Facebook thì mới được tư vấn hạ S. Ok các bạn, comment cả hai kênh, cả trên group Facebook, cả trên YouTube ngay dưới video này thì các bạn sẽ đều được trả lời câu hỏi ở trên các video này. 5S quốc tế và iPhone 6 Lock máy nào dùng đẹp trai hơn? Nếu mà có thể lựa chọn iPhone cao hơn phiên bản Lock thì đương nhiên là chọn phiên bản Lock rồi. Cụ thể bây giờ là iPhone 6 Lock, bởi vì hiện tại đã có SIM cát thần thánh các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được như một phiên bản quốc tế của iPhone 6. Ở thời điểm mà mới có SIM cát thần thánh thì rất là nhiều người cho rằng SIM cát thần thánh sẽ bị fix lỗi trong khoảng một tuần hoặc một tháng sau đó. Mà hiện tại bây giờ vẫn sử dụng bình thường. iPhone 6 quen quen camera trước thì không được tiếng, còn camera khác thì bình thường. Ở trên iPhone thì có mấy loại mic ấy. Có mic cam trước, mic cam sau, mic đàm thoại, mic series. Và có thể một trong các mic đó đã bị hỏng thì cái chức năng ghi âm hay là chức năng series sẽ bị hỏng theo. Ở trường của bạn đó là mic của cam trước đã bị hỏng. iPhone không biết có nên bật chế độ nguồn điện thấp không? Ý em là luôn luôn bật. Cái này mình cho rằng là không, bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu năng của máy khi mà các bạn sử dụng. Tuy nhiên thì nếu mà trong trường các bạn phải đi xa hoặc là phải đi cả một ngày hay là phải đi cả nhiều ngày mà ít có thời gian để sạc pin, mình cũng thường hay sử dụng như thế mỗi lần mình đi xa. iPhone 6 Lock lên 10.3.2 có cải thiện được tốc độ và pin không? iPhone 6 Lock lên 10.3.2 có cải thiện một chút về tốc độ, còn pin thì tụt nhanh hơn, cái gì của cái giá của nó mà. Em mua iPhone 6 Plus để chơi game thì liệu có bị giật lag và một số game nặng không ạ? Cái này thì thế này, với các game ở trên App Store chính gốc của Apple Store của Apple ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể chơi game được thoải mái, không giật không lag. Còn với các game ở ngoài App Store, ví dụ game ngoài, ví dụ trước mình có chơi MU thì iPhone 6 sẽ hơi lag một chút, iPhone 6 và 6 Plus thì sẽ hơi lag một chút, còn 6S thì không lag. iPhone 6 sẽ hết thời trong khoảng bao lâu nữa em đang định? Dĩ nhiên là nên bán đi, bởi vì iPhone 6 nếu như mình không lầm thì đến iOS 11 ra mắt, tức là khoảng cuối năm nay sẽ chính thức trở thành lỗi thời, trở thành iPhone 5 bây giờ, trở thành iPhone 5S bây giờ, mình vẫn đang sử dụng iPhone 6. iPhone 7. Ok, fine. iPhone 7 quốc tế và iPhone 7 Plus Lock ạ. Dĩ nhiên là nên mua iPhone 7 Plus Lock. SIM cát thần thánh nó sẽ làm cho 7 Plus Lock trở thành iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế, và tội gì không lên khi mà 7 và 7 Plus nó cách biệt nhau quá là lớn, 2 camera. iPhone 6 Plus 16GB để chống bao nhiêu GB để đảm bảo được mượt vậy? Chính xác là đảm bảo được mượt thì chống từ 1GB trở lên.
Plus, phần mềm web Terrera báo pin chan 17%, nhưng để qua đêm thì pin chỉ tụt 1% hoặc không tụt. Thì cái phần mềm này là phần mềm mà nó cho kết quả thực sự là rất là tương đối, cộng trừ sai số rất là nhiều. Mỗi lần các bạn vào kiểm tra nó thỉnh thoảng ra một kết quả khác nhau, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng phần mềm đó để tham khảo thôi. Ok, bây giờ hết câu hỏi của ngày hôm nay rồi. Các bạn có bất kỳ thắc mắc hay comment nào thì hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ trả lời vào 9 giờ tối ngày mai trên MongoDB. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký theo dõi MongoDB. Bye bye.